xin chào tất cả các bạn. Bữa nay thì em trở lại với cái khu vườn quen thuộc này. Khu vườn này thì em cũng chia sẻ cho các bạn là một hai lần gì rồi. Một cái con đường mòn này thì hai bên những cái cây rau dại mà nó mọc á các bạn, rất là nhiều rau cỏ gấu và rau tầm ma và các loại rau bồ công anh hai bên đây nè các bạn. Mà bây giờ thì cây nó ra lá và bông á, nó lên cao á, nó che bít hết trơn luôn. Bây giờ sẽ đi dài dài vô bên trong coi có những gì. Các bạn đón coi bữa nay em vào cái vườn này để em làm gì nè. Thì các bạn cùng theo em để đón xem coi em làm gì bữa nay nha. Đây là cái rau tầm ma nè các bạn. Lúc trước thì em cũng nói nó là cỏ, em không có biết là mình ăn được. Thì cũng xem ở trên mạng thấy chị em ăn nói ngon lắm, nhưng mà em rất là sợ cái rau này. Bởi vì lúc trước em không có biết á, em cứ đụng nó vô thì nó ngứa em nguyên ngày luôn. Mà các chị nói thì khi mình nấu ăn á, thì nó không có ngứa và nó ngon lắm. Rau này là tầm ma, các bạn hái ăn thì phải cẩn thận ha, đeo bao tay đồ cẩn thận lắm để nó ngứa lắm. Rau bồ công anh nè các bạn, nó mọc quá trời luôn. Bữa nay nó trổ bông cô bằng vàng tươi luôn nè, quá trời luôn, bông cũng rất là đẹp luôn ha. Đây là cái cây cherry, mùa này thì cherry sẽ ra trái nè các bạn, rất là nhiều luôn, nguyên một cây bự chảng luôn. Các bạn thấy trái của nó là chùm chùm luôn nè, nhìn là thấy trái không. Loại này á thì em thấy là chắc là loại bự các bạn, chứ không phải loại nhỏ đâu, bởi vì mới vừa ra mà cái trái bự quá trời bự luôn. Loại này á, mọc ở trong cái vườn này thì thường là cho những con chim nó ăn á, nhưng mà mình cũng ăn được nữa, quá trời luôn nè, rất là nhiều luôn, bạn thấy mê không? Coi nè các bạn, một cây này quá trời luôn, nó thòng dưới đất á, mười mốt mình hái nó dễ nè ha. Nhánh này quá trời trái luôn. Sắp tới đây là còn phải đi hái cái trái cherry nữa nè nha các bạn. Coi nè các bạn thấy là nó chùm chùm luôn nè, quá trời luôn, cả đùm luôn á. Các bạn thấy nó ra trái quá trời, ra trái luôn. Cái nửa tháng 7 á thì nó sẽ chín, là mấy em chim á là mùa hè là sống nhờ mấy cái cây, mấy cái trái cherry này nè. Rồi bây giờ sẽ đi dài dài. Bữa nay thì đi tới cái chỗ coi cái rau cần nước á, coi nó còn mọc không, với lại xà lách son hái về để trồng các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đi nha. Xà lách son đồ đó nó mọc theo những cái lằn nước như vậy nè, mà ở đây thì không có. Ở đây là nguyên một cái vườn cây không, lên lá xanh chành luôn. Các cô chú anh chị và các bạn ơi, đây là cái rau mà cần nước nè. Thì nó mọc ở dưới sông á, nó mọc tự nhiên luôn, không có ai trồng hết. Thì bữa nay em tới đây á, thì nó vẫn còn. Em sợ là đi đến rồi nó hết, nhưng mà nó vẫn còn ở đây quá trời luôn. Thì bây giờ em sẽ hái một mớ để đem đi về trồng. Từ khi mà xem ở trên mạng đồ biết ra được nhiều thứ quá trời luôn. Bây giờ thì sẽ bứt nha các bạn, bứt nó về để mình trồng. Bứt làm sao đây không biết nữa nè. Chắc nguyên rễ vậy nè. Ôi nó thơm quá trời luôn, nó lên nguyên rễ nè. Chút xíu mình sẽ rửa nó lại. Lên cây cầm quá trời luôn. Nó lên nguyên bụi vậy luôn nè.
bao nhiêu đây rồi nè, bao nhiêu đây là mình về mình trồng được rồi ha. Để một chút em sẽ rửa nó lại cho nó sạch sẽ hơn, rồi mình bỏ vô cái bịch đi về trồng. Chắc nó đúng rồi ha các bạn. Nè cái lá của nó nè, mà em thấy nó thơm dữ lắm luôn á, chắc ngó quá à. Ra rễ rồi quá trời luôn nè. Đúng rồi phải không các bạn? Còn mọc quá trời dưới sông luôn, nhưng mà nhiêu đây là mình đủ rồi. Em tới cái chỗ xà lách son rồi nè các bạn. Các bạn có thấy một đám rau má không? Cái này là loại rau má Tây nè. Ôi quá trời luôn. Em cũng coi ở trên mạng và biết ở đây là rau má Tây thôi, chứ cũng không có biết nữa. Biết cái rau má ở Việt Nam mình thôi. Còn đây là xà lách son nè, nguyên một cái hồ luôn. Thì bây giờ sẽ hái một mớ đi về trồng. Em bây giờ không biết sao để móc nó lên nữa nè. Kiếm được cái cây mà bây giờ phải khiều nó vô để mình lôi nó lên. Cũng hái một ít để mình về mình trồng thôi, trồng để ăn. Nó sống nguyên một năm luôn, thì mình về mình trồng mình có ăn hoài luôn á. Bởi vì em thấy mùa lạnh mùa đông gì là cũng có hết. Các bạn thấy nguyên một đám luôn nè, nguyên một cái mương này là nó không luôn. Nè rau má nè, tốt quá trời tốt luôn. Không biết ăn ra sao nữa, thấy mấy chị ở trên mạng ăn nữa, chứ em cũng chưa ăn nữa. Bây giờ thì sẽ lôi cái rau xà lách son lên, mà không biết sao lôi nữa nè. Bạn thấy là nguyên một đám luôn nè, không biết sao ăn hết luôn á. Quá trời luôn. Vừa rau má mà vừa xà lách son nữa. Để em kiếm ra em lôi lên. Khó lấy quá các bạn ơi, bởi vì nó ở xa không à, móc nó lên rất là khó luôn. Để em đi vòng vòng lớp coi chỗ nào dễ lấy nữa. Nè, nó lên được có mấy cọng à, mà bao nhiêu đây thì về cũng trồng được ha. Còn cái này á là cái rau má nè, quá trời luôn, quá trời nhiều rau má luôn á. Nè các bạn, em mới móc nó lên nó cũng ở dưới nước luôn nữa. Rau má này nó mọc dưới nước các bạn ơi, nó cũng có rễ quá trời rễ luôn nè. Được bao nhiêu đây cọng rồi để em kiếm thêm nữa. Quá trời luôn nè các bạn. Chỗ này hơi nhiều nè. Hồi nãy á thì đi lại cái chỗ kia đó, nó quá trời lớn luôn, nhưng mà nó cái mương của nó bự á, nó nhiều dữ lắm, nhưng mà nó xa quá trời à, lấy không có được. Còn chỗ này á thì cái mương này nó nhỏ nè, mình dễ lấy, chồm xuống là lấy nè. Chồm có khi nào em té dưới đây luôn không biết nữa. Trời ơi, cọng này mọc thù lù luôn các bạn ơi. Nhổ nó dễ lên lắm bởi vì nó dưới nước á. Quá trời ngoài đây nữa. Có con gì nó đeo đeo. Rửa cho nó sạch. Quá trời ơi, luôn rồi nè các bạn ơi. Ôi cổng này mập thù lù luôn. Nó èo à. Bao nhiêu đây về trồng đủ rồi ha. Nhiều quá trời luôn rồi. Nguyên một cái sông này á các bạn, mà hôm hổm nó nhiều quá trời. Không biết sao á, chắc em nghĩ nó gần ở đây á, chắc ai biết ăn á, họ hái rồi á các bạn. Bây giờ bao nhiêu đây á là về mình trồng dư sức rồi ha các bạn. Ơi nó non èo luôn dạ. Cái mương hồi nãy á nó sâu dữ lắm mà nó bự nữa, không có nó khó lấy lên dữ lắm. Còn cái mương này thì nó nhỏ thôi, dễ lấy lắm. Lần đầu em làm chuyện này luôn nha các bạn.
chưa bao giờ em đi hái rau đồ như vậy đâu á. Cần nước á, ở đây là một số cần nước nè, còn ở đây á, là một số xà lách son. Hai loại này á, là sẽ đi về trồng ăn nguyên năm luôn nha các bạn. Thì cũng một ít đất là mình làm nước á, cho nó sệt sệt, nó giống như vậy nè, để cho nó lên. Thì ở đây nó mọc ra làm sao thì về mình trồng nó tựa tựa vậy đó. Đây là cái cần nước nè, bự quá trời bự luôn, chảng luôn á. Thì đi về mình trồng một thời gian cho nó lên cái đọt khác á, rồi mình sẽ ăn. Coi vậy chứ nhanh lắm ha các bạn. Đây nè, quá trời luôn á. Cái xà lách son á thì em thấy ở trong shop thì có bán đó, nhưng mà cái rau này không có thấy á. Các bạn biết không, cũng lần đầu tiên em đi hái cái rau này về trồng, và cũng chưa bao giờ ăn cái rau này ở đây luôn. Lúc đi về Việt Nam á thì thấy mấy người bên Việt Nam á thì có nhúng vô lẩu ăn. Thì em biết cái lúc đi về Việt Nam thôi. Nói thiệt là em dở biết cái vụ rau lắm á các bạn, không có gần cái vụ rau lắm. Rau này thì em biết là chắc lúc bên Việt Nam cũng không có biết nữa. Ở đây thì biết là bởi vì trong shop nó bán á, thì mình mua về mình ăn với thịt bò đồ đó các bạn. Bây giờ em sẽ sắp nó lại cho nó đàng hoàng á, rồi mình sẽ đem xuống nước mình rửa một cái cho nó sạch đất á. Em nhờ em coi YouTube á thì em mới biết ra được nhiều thứ á các bạn ơi, chứ lúc trước em cũng không có gành vụ rau nữa, không có biết vụ rau nhiều thứ đâu. Khỏi cần rửa các bạn ơi, bỏ đại vô cái bình đi, rồi đi về mình cũng muốn cầm nó xuống mình chồng mà ha, đâu có cần rửa gì chi. Đến đây em xin tạm ngừng video nha. Hẹn lại các bạn video lần sau. Bye bye.